Kính chào quý vị và các bạn, hãy nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được nhiều video hữu ích từ Thư viện Pháp luật nhé. Những lưu ý khi doanh nghiệp điều chuyển lao động. Thực tế hiện nay, vì nhu cầu sản xuất kinh doanh hay những yếu tố tác động bên ngoài như hỏa hoạn, sự cố điện nước mà nhiều doanh nghiệp muốn điều chuyển người lao động sang làm một công việc khác so với thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 29 Bộ luật Lao động 2019 thì doanh nghiệp được chuyển người lao động làm một công việc khác so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện nước hay do nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp khi điều chuyển người lao động do nhu cầu sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp phải quy định cụ thể trong nội quy những trường hợp do nhu cầu sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Doanh nghiệp được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm. Trường hợp doanh nghiệp muốn điều chuyển người lao động trong thời hạn nhiều hơn 60 ngày thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản. Trong trường hợp hết thời hạn điều chuyển mà doanh nghiệp muốn người lao động làm việc luôn tại vị trí mới thì doanh nghiệp phải có sự đồng ý của người lao động và sự đồng ý thỏa thuận này có thể bằng phụ lục hợp đồng lao động, trong đó quy định về việc điều chuyển công việc mới khác so với công việc ban đầu, hoặc hợp đồng lao động mới. Trong trường hợp này thì giữa doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động ban đầu và sau đó ký hợp đồng lao động mới. Trường hợp khi hết thời hạn điều chuyển, doanh nghiệp muốn người lao động làm việc luôn tại vị trí mới mà người lao động vẫn muốn tiếp tục làm công việc cũ thì hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng như đã giao kết ban đầu. Doanh nghiệp không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong trường hợp này. Tuy nhiên, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu doanh nghiệp không bố trí công việc, địa điểm làm việc hoặc điều kiện làm việc như đúng thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Doanh nghiệp phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất là 3 ngày làm việc khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác. Về nội dung thông báo phải bao gồm thời hạn làm tạm thời của người lao động và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động. Mức lương trả cho người lao động là mức lương theo công việc mới và tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định. Trường hợp tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Lưu ý, người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm mà phải ngừng việc thì doanh nghiệp phải trả lương ngừng việc theo quy định. Căn cứ theo quy định tại Nghị định 28 năm 2020 thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi điều chuyển lao động trái quy định. Cụ thể, sẽ phạt tiền từ 2 triệu đến 6 triệu đồng đối với doanh nghiệp có hành vi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không thông báo cho người lao động trước 3 ngày làm việc hoặc không thông báo rõ thời hạn làm tạm thời hoặc bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động và phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 14 triệu đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không đúng lý do, thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của người lao động theo quy định của pháp luật. Đến đây, video xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào.